Xin các bạn, đây là mẫu chuột không dây chống mỏi tay có thiết kế cực kỳ đặc biệt mới về bên mình nha các bạn. Thiết kế rất là đặc biệt, có hai màu cho các bạn lựa chọn, đó là màu xám và màu đen như hình nhé. Chuột rất là thông minh, có khả năng tiết kiệm điện năng, cho nên dùng bằng pin nhé các bạn. Đó, khi dùng thì bắt đầu chuột với hoạt động sáng đèn led ở phía xung quanh nhé. Trên là con lăn này. Đây là thiết kế như thế này, các bạn khi các bạn sử dụng không bao giờ bị mỏi tay đâu. Có tích hợp tăng giảm DPI đằng sau nhé.